Dạ rồi, nhà vườn bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây trắc bonsai nữa nha. Thì trắc thì nó cũng có khá là nhiều loại. Cái loại này là loại lá lớn nha, có loại lá nhỏ nữa. Lá nhỏ rồi nó theo như mình nhận định thì nó có ở ở ở đây mình có thấy nó có ba loại nha. Ở một loại như thế này. Và một loại lá nhỏ hơn và một loại cũng lá như thế này nhưng mà nó cong lại đó, giống như cái muỗng đó. Thì đây là cái dòng lá bằng nha đó, mình có thể xem rõ cái giống cây nha, nhưng mà nó cũng là dạng là cây trắc, cây gỗ trắc đó cả nhà đó. Nói về gỗ trắc thì mình khỏi phải bàn rồi. Rồi cây này là cây siêu lũa luôn nha, siêu lũa luôn nè, lũa thép luôn. Cây này là mình không có tác động máy móc gì luôn nha, đây nè, lũa vân lũa rồi tự nhiên luôn. Lũa thép luôn nha. Rồi cây này có mã số là 42. Mã số 42 nha. Cái này hoành gốc mình đo được ở đây là 75. Hoành gốc mình đo được ở đây là 75 nè. Cái hoành chỗ này mình đo được là 51. Hoành đây mình đo được là 51 nha. Cây cao đến gốc là 60. Cao đến đầu thân chính nha, 68. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng. Đang nằm cái chậu nhựa nuôi lọt lòng là 56 nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 4 triệu rưỡi bao ship nha mình. 4 triệu rưỡi bao ship luôn. Đó, mình xem tham khảo luôn nha. Đây. Bốn triệu rưỡi bao ship nha. Đây lũa nè, lũa rất là mê luôn đó, lũa thép luôn nha. 4,5 triệu bao ship nha mình. Mình xem tham khảo luôn, nếu mà được duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Đó, rất là mê luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha.